Vâng, xin chào quý bà con. Vâng, xin chào quý bà con, kính chào các quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi là đơn vị công ty kiến trúc ADS. Hôm nay đội ngũ là anh em đang có mặt tại chi nhánh ở Bắc Ninh. Trụ sở chính của công ty là ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Thì hôm nay thì anh em đang về tại chi nhánh ở Bắc Ninh 76 Nguyễn Gia Thiều. Thế thì mấy anh em đang chuẩn bị đi cái chuyến hành trình đi phục vụ quý khách hàng, đó là nhà anh Khánh. Thế thì một ít phút nữa thì mấy anh em sẽ cùng đi di chuyển đi gặp anh Khánh để tư vấn về phương án cũng như là hiểu hơn về cái mong muốn của anh trước khi bắt tay vào ký kết hợp đồng và triển khai về thi công công trình xây trọng gói. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng về chi nhánh tại Bắc Ninh. Công ty vừa mới mở cách đây hơn một tháng ở tại đường Nguyễn Gia Thiều. Các bạn thì cùng quan sát nha. Mình là Thuận. Ở đây chính là chi nhánh của công ty ADS Architect. Đây là đơn vị của tên công ty của chúng tôi. Chúng ta sẽ qua ra ngoài mặt tiền quan sát. Kiến trúc ADS. Bên mình thì là một đơn vị về kiến trúc và thi công về các hạng mục, ví dụ như là ba hạng mục chính, đó là xây nhà trọn gói, thứ hai là cải tạo nhà trọn gói, và thứ ba đó là về làm về thi công những nhà nào mà đã thi công nhà rồi mà chưa hoàn thiện nội thất thì bên mình cũng sẽ thi công hoàn thiện nội thất toàn bộ công trình cho quý vị. Và quý vị và các bạn nếu như mình mà đang có cái nhu cầu về xây dựng nhà thì hoặc là cải tạo nhà hoặc là hoàn thiện nhà nội thất thì hãy liên hệ với đơn vị công ty kiến trúc ADF của bên mình. Số điện thoại các bạn có thể là liên hệ tới số mình đang để trên màn hình 0947 125 111, hoặc số thứ hai các bạn có thể liên hệ tới để nhận được tư vấn, đó là 0968 037 444. Thế đây là chi nhánh mình mới mở tại thành phố Bắc Ninh, còn trụ sở chính ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Thế bây giờ thì tất cả mấy anh em sẽ cùng cái chuyến hành trình đi gặp khách hàng, đó là nhà anh Khánh ở trên thành phố Bắc Ninh để duyệt phương án. Cho xe lại khóa xe vào, cho trong nhà. Cho về trong nhà này. Để đây được rồi.